Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Ngày hôm qua, Bộ Y tế đã trong thông cáo báo chí này gửi cho cái Ủy ban Giám sát và Cải tổ của Hạ viện và nói rằng là 90% những cái dụng cụ này ở trong kho đã được giao cho các chính quyền tiểu bang và địa phương, tới 90%. Đó. Đây là qua cái lời của bà Katie Marco là phát ngôn viên của Bộ Y tế, và bà nói rằng là bây giờ còn 10% là đang được giữ lại để cho liên bang sử dụng trong những ngày tới nếu có chuyện gì. Đó, đó là cái mà ngày hôm qua họ báo cáo như thế. Thì bây giờ đó là lý do tại sao người ta phải mua những cái đồ khác mà cái công ty DuPont là những chế thuốc của anh. Công ty hóa chất. Công ty hóa chất mà nó làm đa dạng, luôn, đa dạng hóa, bây giờ làm luôn cả cái đồ bảo hộ luôn, cái bộ đồ mà cho bác sĩ mặc đó, đặt bên Việt Nam làm. Thì đó câu chuyện kể cho quý vị, tức là gì? Trong lúc này thì bây giờ ghét ai thương ai cần biết, bây giờ chúng tôi đang cần những thứ này. Chúng tôi mua hết anh nào mà thuận tiện bán giá, mà nếu mà anh khác mua giá rẻ chúng tôi sẵn sàng trả giá gấp 3. Đó. Và tôi đưa tiền mặt luôn để tôi mang những cái này về cho dân Mỹ. Đó. Mang về đưa vô kho đó. Còn mấy anh đồng minh, đồng miết thì muốn la làng, muốn bảo tôi chơi xấu, chơi tốt thì chuyện đó giờ không quan trọng. Bây giờ ông đòi anh Đức với anh Nhật Pháp la làng như thế. Thì anh Dũng nói ghét thương gì đó. Vâng. Thì đó là quan điểm của chúng ta truyền nhau thôi. Vâng. Còn đối với tư bản, thưa quý vị, chỗ nào mà kiếm ra tiền chúng tôi bắt tay chỗ đó. Dạ. Còn không kiếm ra tiền thì chúng tôi rút. Cái đó là một là chân lý của muôn đời. Vâng, vâng. Và nói thêm luôn, trong cái đợt hàng mà Việt Nam, Hoa Kỳ mới mua từ Việt Nam, thì cái hàng này được sản xuất ở tại Hải Phòng. Ừ. Và sáng ngày hôm nay theo cái tờ báo VN Express ở Việt Nam cho biết là Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã gửi cho email cho cái tờ báo này báo rằng là bên Mỹ đặt tới 4,5 triệu bộ. Ừ. 4,5 triệu bộ. Từ quý khán thính giả. Vậy là giao cái này, như vậy là giao muốn 1/10. Mới, đúng rồi, tôi nói 10 chuyến bay nữa là đúng rồi. Đúng, muốn Đại ABC bảo là 10 chuyến thì mỗi chuyến như vậy một cái kiện hàng là khoảng 450.000 thì đó đúng rồi nha. Đó thì đó là một số cái thông tin để cập nhật cho quý vị. Mà nói về cái chuyện mà thiếu thốn đồ khẩu trang. Yeah. Ngày hôm qua ở California có một cái tin là tin vui. Yeah. Tin vui này là cho thống đốc của tiểu bang ông Gavin Newsom. Ông xuất hiện trên cái chương trình của bà Rachel Maddow. Ông nói rằng là California đã đặt hàng 200 triệu cái khẩu trang mỗi tháng, và trong đó 150 triệu là cái loại khẩu trang y tế N95 và 50 triệu cái là cái khẩu trang giải phẫu. Và trong cái câu chuyện này ông kể là ngày hôm qua, thưa quý vị, ông nói rằng là bữa hôm đến giờ California đã phải tung ra là 41 triệu cái khẩu trang để mà sử dụng, mà trong đó đó chỉ có 1 triệu cái đến từ của liên bang mà thôi. Thì trong suốt thời gian qua ông kể rằng là các tiểu bang phải đấu với nhau để đi giành giật hay để đi mua những cái nguồn hàng khẩu trang trên thế giới, và các tiểu bang cũng phải đấu với các quốc gia khác để mà dịch, rồi thậm chí là đấu luôn với cả liên bang để mà dịch những cái món hàng y tế để đem về cho tiểu bang mình. Rồi ông này ông thấy đến mức là nó không thể nào mình chấp nhận cái chuyện này nữa. Thì bây giờ đó ông đã làm việc với qua một cái tổ chức non-profit, làm việc với một cái công ty mà chuyên sản xuất khẩu trang đặt ở tại California, và công ty này có chi nhánh ở ngoại quốc. Và bây giờ đã làm một cái hợp đồng là công ty này cung cấp là 200 triệu cái cho California. Ông nói là cái số lượng này thì tôi tin rằng là tiểu bang California đủ cho dân chúng xài, mà các tiểu bang miền Tây này muốn ké vào chúng tôi cũng sẵn sàng chia. Đó là lời của thống đốc Newsom ngày hôm kia anh Dục. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.